nửa ngày nhưng mình nửa bên đây các step tập chapter phát triển các cái tài liệu hướng dẫn dự án 5 ngày. Các bài khởi động của 13 bên đây tức là tính ra nó là khoảng tầm 2 ngày rưỡi. 5 người 2 ngày rưỡi. Cũng được. Phát lập kế hoạch 22 ngày. 22 bên đây chia thêm 5 4 ngày. Cái phần define scope thì nghĩ phải nhiều hơn. Mình nghĩ phạm vi à được, đưa hai bên đây đúng không? Hai bên đây cũng được. Lựa chọn working modern process, một công cụ. Hai, đây thêm một tí nhé.
Ok cái pha lập kế hoạch này là 22 ngày à? Hai bên đây tức là chia ra là 4 ngày. Cô này tuần thứ ba của em mình nhỉ? Thế là tổng số là bây giờ nếu mà tuần thứ ba là nếu mà đúng ra là 5, 3, 15. 3 tuần 5 ngày 15, 15 x 5 75. Cộng được bao nhiêu bên đây nhỉ? Từ đầu đến giờ đến hết file planning là bao nhiêu rồi? 22 này 13 là 35, 43. 43 mà chia cho 75 là rơi vào khoảng tầm 70%. Có vẻ là hơi căng nhỉ? Và kế hoạch chắc là phải sang tuần mới xong được đúng không? Thi hành này là 240 bên đây. Vòng 1 của các em. À, cái làm theo iterative à? Mươi 159 bên đây. Tức là chia cho 5 thì là 100. Là được 30. 160 đúng không? Chia cho 5 thì là được 32. 32 ngày. Full. 32 chia cho tuần thì là 5 tuần, 4 tuần, 4 tuần full. Ồ, có vẻ hơi nhiều nhỉ. Vòng 2 ok là bao nhiêu ngày? 100 ngày nè. 81. Tổng số của em là tất cả là bao nhiêu men đây tất cả? 343. 343 có ok không em? Là có 15 tuần này. Mỗi tuần là Vậy em còn ra thêm được 2 tuần Tết thôi ạ. 6 tuần. Ăn nay được Tết nhân với 5 người tối đa là 450. Và các em chạy cái này là 343 chia cho 450. Các em mình dành cho thêm dự án này là bao nhiêu thời gian? 75%, 3 phần 4 thời gian đến dự án. Cái phần closing có vẻ hơi nhiều em nhỉ? 45 bên đây, tức là đợi những 9 ngày. Thì cái phần đấy phải nhiều. Closing thì chắc đâu đó chỉ nằm một khoảng tầm độ một tuần full là cùng, hoặc là 2 tuần full là cùng. Của em đây là 45 đúng không? 45 chia cho 5 người thì thành là 9. Một tuần thì các em mới được có 30 men đây đúng không? Một tuần thì được 30. 45 là một tuần rưỡi à? Cũng được nhỉ, gọi là đấy. Monitor controlling thì là có 15. Cái monitoring controlling là phần đấy là làm gì em? Mà số 5 Đấy sẽ là phần của em test trên cái môi trường thực tế là đã deploy hoàn thiện tất cả mọi thứ đấy. nếu thế thì cái phần này nó phải rơi vào khoảng tầm hơn đấy, nó không 15 thì có vẻ là 15 bên đây có vẻ hơi ít. Là bên đây tức là tính ra có 3 ngày full. Có thể em đẩy từ closing chuyển sang bớt Để sang sang phần đấy. monitor. Rồi thì cái phần ở bên trên. Để bây giờ xem một con đối một cái ở giữa chừng cái vòng 1 đi, vòng 1 thế nào. Vòng 1 thì là phân tích là 7 ngày, 7 bên đây. Requirement 24. Ở dưới nữa em. 7 này, 24 này. Design là 39, coding là 70. Testing có 14 thì ít quá mà. Cái thời gian test thì nó phải nhất là bằng nửa thời gian code. Thì nếu mà chỉ có 14 thì ít quá. Bởi vì em có cả unit test mà. Unit test mà trong vòng 5 ở đây thì không làm gì được. Tức là em phải cân đối ra cái thời gian coding và thời gian testing để nó phải tương đối là coding có thể gấp đôi testing chẳng hạn. Thì nó còn gì còn được. Cái này là nhiều quá.
Thì ở đây cái thời gian mà làm về design có thể sẽ cần phải giảm số được. Không còn đến 39 đâu. Design 39 thì còn cái trên requirement nữa. Requirement là 30 bao nhiêu đây? Requirement bao nhiêu? 15, 15 thì cũng được rồi. Đây là vòng 2, còn vòng 1 cơ. Trên trên em. Vòng 1 requirement là 24. 24 thì cũng được. Đấy thì nghĩ có thể bớt cái thời gian design thành chuyển sang cái thời gian test đấy. Thì em tính dự án nó rơi vào khoảng tầm 70% nhân với 450 tới khoảng 300 300 bên đây thì sẽ là được. Bây giờ đang hơi nhiều, sợ là sẽ hơi hơi căng với cái em sẽ làm theo mô hình lặp đúng không? Vòng thứ hai là bằng nửa vòng thứ nhất à? Nửa, coi như nửa. Sao lại có cái phần gọi là analysis là gì ban đầu em nhỉ? Phân tích à? Đây này, cái phần là 4 môn thứ 1 thứ 1 á. Thì đấy làm gì em? Đấy là phân tích kiểu định hướng cho cả cái iteration đấy. Cái đấy thì cần gì mà nó phải mất nhiều, thì nó nằm trong phần kiểu là phần yêu cầu chứ requirement mình. Mà sao trong Vâng. requirement nó lại có cả phần test case rồi, cái này sao lại có cả test case rồi, sao cái này không có đâu, test case thì có trong này requirement, nó chỉ có user requirement trong đó là function test và non functional test thôi, không có cái giữa đâu, cái này không có. Đồ chi tiết hơn là cái phần design này cái phần mà basic chi à, chính tờ design cái này thì cũng không cần được nhiều main đây đâu em, bởi vì cái dự án của em nó cũng không không có quá nhiều phần cái là phần tổng thể phần. Mà có phần phần nhiều á, chính là phần detail design. Ừ, cái phần click các cây for unit test này nằm trong design. Cái này thì nó phải nằm ở đây này, anh có thể chuyển cái phần này xuống testing này. Đấy, những cái phần này xuống testing hết rồi này. Đấy. Nó làm nó ra testing mà, test case for system test này, test case for gì đó. Nên testing là nó ngắn ra thế, nó phải đẩy cái xuống phần testing thì nó mới dài phần testing ra, nó mới cân đối. Chứ cái này của em nó phần kiểm thử nó ngắn quá. Đấy như là có cái vấn đề thôi, vì cái phần test của em nó ngắn quá thì em phải đẩy từ các cái phần trên xuống nhé. Là cái phần test nó sẽ dài hơn. Các phòng khác cũng thế, phòng hai cũng thế, phòng hai bằng nửa vòng một cũng được, cái cỡ đấy là được rồi. Nhưng mà đấy nó sẽ có những cái vấn đề là cái test này không nằm ở trong cái giai đoạn này mà phải nằm trong cái giai đoạn test riêng. Rồi các em có thêm câu hỏi gì không? Không chị. Nhà có hỏi gì không? Hiện tại em chưa. Ok, thế thì báo cáo hai các em đang mới chỉ làm cái phần này thôi đúng không? AWS này đúng không? Cái phần quy trình thì mình sẽ làm iterative đúng không? Làm quy trình lặp đúng không? Vâng. Tuần này thì ngày mai thì thầy tối mai thì bận rồi cho nên phải hôm nay đầu thứ hai thầy sẽ bắt đầu thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm và mỗi thứ sáu. Ok thế đầu thứ sáu thì thầy sẽ review toàn bộ cái báo cáo hai của các em nhé.
để cho khi chúng ta nghỉ nghỉ Tết. Đấy thì ok, thế các em cứ chuẩn bị hoàn thiết cái báo cáo 2 đi, xong rồi thầy sẽ xem lại báo cáo 1, ok. Rồi thứ 6 chúng ta sẽ trao đổi với nhau thêm. Ok. Thôi thì trang này trao đổi ngắn gọn thôi nhé, em nhé. Và Không có câu hỏi gì thì chúng ta sẽ dừng ở đây nhé, các em nhé. bà Ok, chào các em nhé. em thấy em thấy nhà này alo, hôm nay thầy không xóa kia rồi. Đức Anh tìm được team chưa? tôi tìm từ lần trước rồi đấy, còn sâu về vô Cái đâu rồi. trong cái link link này của tôi ông lấy được về chưa? Lấy được rồi, lấy được Lấy giờ, ok, demo đi, demo đi. Xem có thêm thế nào. có cần phải design kiểu Figma gì Design thì dùng cái thằng Workflow thôi. Phải phải có file design cuối cùng đấy, thì ông design nhá. ok Mình tôi tầm tôi dùng khoảng Figma đi, bởi vì quen dùng Figma. Mac Figma nhưng mà không Mac. quên quên nhầm nhầm. Ok, Figma được. Tôi chưa dùng Figma bao Con này của mình Figma dễ dùng mà. Thì đưa anh áng chừng khoảng bao lâu thì xong được mấy cái màn chính? giờ. Cứ cho tôi khoảng tầm 2-3 ngày đi. Đấy. Thì các bạn cứ dựng sẵn cái khung những cái màn chính trước nhá. Làm web web trước xong rồi mobile sau. Liệu chúng ta đủ thời gian làm mobile không? Mobile Không kịp thì mobile đâu. giao diện mobile ấy, giao diện web mobile ấy. Responsive đúng Responsive đấy, xin lỗi, không? nhầm. Chứ tôi vừa xóa, xóa cái máy ảo ở bên laptop rồi. Không, còn gì, dùng Chrome test thôi. Đúng F12. Đúng rồi, F12 chat test đấy. Cái xem này nó có luôn cả cái code trong trò luôn rồi này. Nó có luôn cả template frontend rồi đúng không? Ủa, ảo thế? Nó Có hết rồi á? Đào đào về có hết à? cả Bọn bọn này bọn đó chủ thể mà, nhưng thì lắp về chủ mà thể vậy. sau deploy lên thì thế nào, nó có bị phạm bản quyền không nhỉ? Không, dưới bản quyền đâu. Tôi tưởng là gì Ảo bản thật quyền. đấy. Mình modify lại thôi. Bản quyền. Để tao xem lại, tao modify lại Ok. Thế thì bên frontend sẽ bớt được phần nào với cái này nặng này rồi. thôi. Cho tao xem tí cái đấy. Cho xem cái gì? Mày cho xem gì cơ? Cái frontend ấy. Đấy. Thằng demo đúng không? Thắng với cả Long đã làm được crude của Mogo chưa? Tôi đang nhờ ông kia dạy, ông ấy dạy tôi, ông ấy dạy tôi làm được cờ rồi, không làm được cờ Tôi vẫn rồi. đang học ông ơi. Mongo thắng học được crude đây, đọc đến Mongo Đang học ông ơi. chưa? Ok. Ơ Học. nhưng mà trường có dùng cho dùng template không nhỉ? Tôi sợ trường kiểu dùng template xong kiểu bị chửi ấy. Mình dùng template là mình dùng kiểu kín thôi. Nhưng mà cái lúc mà bảo vệ đồ án thì cũng phải show code lên à, hay là chỉ cần Phải nói show thôi? code, Show phải code show tự code, làm phải được show code, không? show code. Đấy thì thôi Biết chứ. Không sao. Cái gì nhỉ? Đây nhá, thằng nhá, ông đây này, ông tạo hẳn một cái project trắng, ông lấy hết tất cả cái core của nó về. Hiểu chưa? Xong rồi từ đấy ông chỉ lấy những cái kiểu core SS của nó về thôi. Xong rồi mình cần gì mình lại bật cái file gốc lên mình copy sang, hoặc là mình có thể là mình đi mình build xong con này nhá, thì mới đầu mình sẽ xóa hết tất cả những cái liên quan đến code cũ của nó và có nó đi. Các thầy không thể check được kỹ về đằng sau đâu. Nhưng mà còn còn kiểu commit ấy, check commit git ấy. Gì? Check check commit git thì sao? Chứ ông chỉ cần bảo là Nhớ nhớ base. thầy check một phát để mình commit cả đống luôn ấy. Cả đống code đấy trong Lúc một đấy ông lần. sẽ ghi là thay vì là ấy thì ông ghi là base, như kiểu lúc tôi commit lên tôi sẽ ghi là base server chẳng hạn, base với frontend chẳng hạn.
là sample, sample server. Đấy. Còn đưa anh, à đưa anh bắn lên cho tôi cái ấy đi. Gì? Bắn cho tôi cái team đấy xem nào. Bắn cho tôi link team cả. Để tôi xem có cắt đây xẻ gì đâu. Chắc là cắt được đấy, cắt nhiều cái không cần phép này. Đây, team đấy. Đấy. Đây nhá, bây giờ ông tạo một cái product trắng ấy, xong ông lại cần cái gì thì bên này ông lại kéo sang thôi. Ừ. Đấy, thế nó sẽ đỡ nhất. Đây con team này tôi thấy đẹp thì tôi dùng rồi. Ờ. Đây có cả đắp bút nữa, đó. Ờ, mình chỉ cần một bút thôi. Một bút thôi, một trắng nhá. Ừ. Trắng này nó sáng sủa. Cái Mongo mình dùng community thôi đúng không? Community thôi. Thắng học Mongo đến đâu rồi? Đang học. À. Connect được chưa? Connect được chưa? Chưa. Nhưng mà nó đang bị hình như là bị lỗi cái view này sao này. Ok. Là sao? Zipet is using development build of React này. Có vấn đề gì đâu. Nhưng mà chắc là nó bị kiểu bản cũ quá rồi, nhưng mà thôi kệ đi. Ờ, cứ dùng đó. Để tôi gửi cái của nó nhé. Ừ. Ông bắn lên trên driver đó, có đấy nặng không? Bao nhiêu ghi? Để xem. Trừ cái nốt module đi nhá. Của React đúng không? Cái này còn nhiều lắm. Lấy của React là bao nhiêu mê? Để xem lại. Mình dùng bút chấp 5 hay bút chấp 4 nhỉ? Bút chấp 5. Bút chấp 5 ok. Con này là bút chấp mấy? Nó có cả bút chấp 4, bút chấp 5. Thì mình dùng bút chấp 4. Bút chấp 5 này. 5 với 4 không khác gì cháu bấy đâu. À, tôi ra họp một NSC đây. Ok. NSC cũng còn phải họp á. SC căng mà. Hà trong Hà cái con cái report 2 có vấn đề gì không? Ok. Xong rồi ping nhá. Con đưa anh con code để bao nhiêu ghi? À bao nhiêu mê? Nếu được nhẹ thì up lên driver đi. Xong tôi về thôi. Ok. À, 659 mê, à đâu nhầm, 500, 500 mê. 500 mê á, đấy là full, đấy là cả React, cả ấy đấy à. Nhưng mà nó có hai phiên bản là Starter Kit với cả Full Version. Ờ, lấy mình lấy cái Starter thôi. Starter Kit này. Ờ. Điên cấp mà lấy full của người ta thì nó hơi nặng. Starter Kit có mỗi 8 mê thôi. Ờ, thế thì bắn cái Starter Kit lên đi. Ok. Nó quan trọng là mình lấy cái layout của nó thôi. Ờ. Sau rồi mình modify cho dễ. Lấy ít thì modify ít. Tôi đen tôi gửi lên Brian nhé. Lên Brian đi. Ok. Thắng ơi. Ôi không. Cần chân ninh Mongo luôn không? Tôi làm cho tôi tặng anh Mongo này. Ừ, ông xong màn hình rồi. Ừ, ok. Ông hướng dẫn phát. Rồi, ok đây anh ném lên cho tôi xem nhá. Còn Hà làm nốt cái kia nhá Hà nhá. Nốt cái report 2 nhá. Đấy, thì cậu cứ làm theo thời feedback thôi. Xong có vấn đề gì khó thì cứ ping nhá. Ok. Vậy bây giờ
Hà vẫn đang học React đúng không? Ok. Thế thì có gì Hà Đức Anh không gì biết cứ đè đầu Đức Anh mà hỏi nhá. Kìa, có chứ. Kìa, học cách dùng chứ. Từ học đi sau này chẳng dùng chắc chắn phải đậm luôn đấy. Ừ, chắc chắn là có phải học thì cũng dùng được cái này, dùng thêm mà. Biết thì dùng sẽ nhanh hơn, còn nếu mà không biết về gì một tí gì thì có khi cốt tay còn nhanh hơn dùng thêm. Mà sau này cốt mobile thì nó cũng dùng cái anh đấy tít thôi. Ờ. Đấy. Ok nhá, thế thì để tôi chơi đinh thẳng một tí nhá. Cứ chơi đinh nghe mà tôi có nghe cũng được mà. Đây. Lên chơi thằng nhá. Ờ, thấy rồi, thấy rồi. Up lên drive cá nhân hay drive của trường nhỉ? Drive của tôi đoán đấy, con đoán đấy. À, ông tạo hit rồi đúng không? Tạo hit rồi. Thì tôi bật nhau. Đầu nhỉ? Đây nhá. Bắt đầu với Mongo này. Ông cài được Mongo rồi đúng không? Thằng ơi, cài được Mongo, cài được ok, Mongo là xong rồi. Đúng nhỉ. CMS này, nó đem đi rồi. Đây. Bật lên này. Đấy thì làm cái gì, làm đầu tiên là phải kết nối được với server đúng không? Ừ. Kết nối database đúng không? Thì ở trong Mongo, ở trong Node thì dùng cái gói thư viện là Mongoose. Biết Mongoose chưa? Nghe đến nó bao giờ chưa? Chưa. Ok nhá. Mongoose sẽ giống tương đương cả cái JDBC ở bên Java ấy.